sinh con mới biết nghĩa tình mẹ cha đúng không? Và ngày hôm nay cô dâu chú rể họ sẽ bắt đầu cho một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới, một gia đình mới. Và đến một lúc nào đó thì nhìn em đi. Dạ, cứ nhìn vô ảnh đi. Nhìn lên đi chị ơi. Dạ. Rồi, vâng lên đi ạ. Hai cái ly còn lại là các anh chụp hình đi, đừng có nhìn em cho em cháu. À, thưa quý vị, ly hướng từ hai con của mình ạ. Nhìn mấy anh chụp hình đi ra đây. Rồi, bây giờ thì hai ly còn lại là dành cho hai vợ chồng.